Ok, nhận diện cho Huyền Trâm này. Cái vị trí vân tay L1 này, cả nhà lưu ý nha, cả nhà cũng nhân cơ hội này, cả nhà học luôn. Đây là cơ hội thực tập luôn đấy. Đấy. Cái vị trí còn này là vị trí L1, là vị trí bên ngón tay bên bên trái. Đây là vân tay chủng nước nhé, cả nhà nhé. Đây là vân tay chủng nước này. Nó là như thế này. Đây là giọt nước này. À đâu? Phải không nhỉ? Ok, ta chủng nước không? Đây, cái giọt nước nó sẽ như thế này. Đây người ta gọi là giọt nước nhé cả nhà nhé. Đó. Nó gọi là nước. Và vị trí này nó thể hiện cho đặc trưng của đối ngoại giao tiếp. Ngoại, chức năng của giao tiếp đối ngoại. Đấy, chức năng của giao tiếp. Chức năng của điều khiển. Đấy, giao tiếp đối ngoại, chức năng của điều khiển, chức năng của ra quyết định. Ra quyết định bên ngoài đấy. Thì về cơ bản đặc điểm ở đây tính này nó gọi là trùng vân tay, nó gọi là trùng nước. Đặc trưng của tính ngay cách này nó gọi là nước. Bản chất của nó là như này. Thì giao tiếp bên ngoài bạn này là nhẹ nhàng, thuận lợi, cởi mở. Đấy, đặc tính của nước mà. Hiền hòa. Đấy, thuận xuôi. Thuận theo tự nhiên. Và yếu tố này thì bạn này là có đặc điểm là có yếu tố là gì? Sẽ bị cái môi trường ngoại cảnh ấy, nó sẽ yếu tố chi phối. Ngoại cảnh là sẽ là một trong những cái rất là quan trọng với bạn này, đặc tính của nước đấy, có nghĩa là ở môi trường tốt thì cái khả năng mà mình sẽ lĩnh hội được nhiều thứ tốt, nhưng mà nếu như mà cái môi trường nó không tốt thì đương nhiên mình cũng bị ảnh hưởng theo, thì rõ ràng đây là yếu tố của môi trường ngoại cảnh cần được theo. Về cơ bản vị trí này là tốt, giao tiếp cởi mở linh hoạt, khả năng thích ứng với đa dạng với các đối tượng khác nhau đó, thì đấy là vị trí của nước trong giao tiếp. Đấy, thì đây là cái đặc điểm vị trí của nước, vị trí R1 của bạn này này. Đó, R1 đây. R1 thì đây là trùng vân tay, đã, vân tay này là vân tay WD nhé cả nhà nhé. Đó. Quy tắc này là quy tắc của tinh khí, như vậy là một bên là nước, một bên là gió. Đây, cái tâm, một tâm của nó đây. Đấy. Một tâm nữa đây. Đúng. Đây là hai tâm. Tính này nó gọi là một chiều bên này, một chiều bên này. Tính này nó gọi là tính khí. Hoặc là tính gió. Vị trí này ở chức năng của đối nội, của giao tiếp đối nội. Nó là chức năng của quản lý, kiểm soát. Đấy. Chức năng này là chức năng như vậy. Chức năng này nó gọi là cái chức năng của bên trong, chức năng của R1. Vị trí này là vị trí của R1. Cần như vậy. Quản lý kiểm soát, chức năng của giao tiếp đối nội, và nó cũng phản ánh cái môi trường bên trong của bạn này. Môi trường nó gọi là inside. Đấy. Như vậy bạn này là về môi trường ấy, thì đặc điểm cái về môi trường thì là một cái người ưa môi trường sôi động nhộn nhịp, đặc trưng của nó tinh khí. Và cái đặc điểm của bạn này là khi có mặt ở môi trường đó thì làm cho mọi thứ thay đổi, làm cho mọi thứ được coi như là tươi mới. Mình gọi là tươi mới, tính này nó gọi là tinh khí, bản chất của khí đi đến đâu thì làm cho môi trường đó được tươi mới, được thay đổi, đặc điểm như vậy. Trong giao tiếp thì là một người linh hoạt, khả năng thích ứng biến nhanh với các cái thay đổi, với các cái diễn biến, những cái hoàn cảnh khác nhau. Đấy, mức độ của bạn này là thích ứng rất là nhanh. Đấy. Với những cái môi trường đã quen. Trong quản lý kiểm soát thì đây là mẫu người đa nhiệm, đa mục tiêu, đa phương hướng. Có khả năng đang tham gia đảm đương ở nhiều vai trò, đóng ở nhiều vai khác nhau.
làm diễn được đấy, diễn viên được đúng không, đóng được là nhiều vai, vừa vai nam vừa vai nữ rồi là đủ các vai trò khác nhau, thì cái vị trí này nó thể hiện cho cái sự đa năng đa nhiệm ở chỗ đó. Tuy nhiên thì trong kiểm soát bản này thì phải là nằm trong tổ chức, mỗi người này thì chỉ mạnh với điều kiện là phải cần có người định hướng. Đó, phải cần phải có cái điểm yếu của tính cách này á, thì nó là điểm yếu của nó là nếu như không được, không có kế hoạch, không có mục tiêu rõ ràng thì nó lại là yếu. Do đó mà bạn này cần phải có cái cần phải có tổ chức. Đó, cần phải có kế hoạch. Kế hoạch rõ ràng hoặc là có mục tiêu cá nhân. Đó, thì ba cái này nó sẽ giúp cho vân tay này phát huy sức mạnh. Thì nếu mà không có mục tiêu, thiếu tổ chức hoặc là thiếu kế hoạch thì đôi khi thì nó cứ phân vân do dự không biết làm cái gì đây, vừa muốn làm cái này và vừa muốn làm cái kia đúng không? Đấy, chứ là phải có người coi như cầm trịch, à đây việc này tôi giao cho cô, đấy, nhiệm vụ của cô là phải giải quyết cho bằng xong. Đó, thì vân tay này của em rất là mạnh, đấy, bởi vì nó sẽ làm bằng mọi cách cho hoàn thành. Đấy, cái đặc điểm của nó hay ở điểm đó. Nhưng mà nếu như không có người giao nhiệm vụ thì không biết hôm nay em làm cái này, em làm cái kia. Hôm nay em định muốn ăn món này và em cũng muốn ăn món kia. Nó rất là phức tạp. Đó, làm cho mình coi như là đứng giữa, nó gọi là đứng giữa hai dòng đấy. Đây là nước hai dòng, nó cũng gọi là hai dòng. Thì đôi khi là chính cái sự phân tán, chính cái sự do dự đấy làm cho mình thiếu cái sự quyết liệt, thiếu cái tính tập trung. Đó, do vậy mà đặc biệt nhóm này thì cần phải có tổ chức, cần phải có kế hoạch. Ở đây tổ chức hoặc là cộng đồng nhé. Cho nên mình phải có, nếu như mình được tham gia tổ chức hoặc là mình phải có một cái cộng đồng của mình. Đấy. Mình đóng vai trò trong đó thì mới tốt. Thì đấy là đặc điểm của quản lý kiểm soát. Với vị trí này của em ấy thì nó rất làm rất tốt cái công việc đó là cái có cái tài tài đoán đoán ý này, rồi là cái tài nữa là tài có một cái khéo, rất là khéo trong vấn đề là cái hòa giải đấy. Khéo hòa giải, khéo giải thích, khéo giải thích phân bua đấy. Đó. Rồi là có cái tài này là tài, với tay này nó có tài là tài ngoại giao, ngoại giao được chưa. Đó, có tài ngoại giao và có một cái năng khiếu nữa là năng khiếu của tổ chức, có tài tổ chức, tài tổ chức điều hành, điều hành hay có đặc điểm là thường là ưa ủy quyền, ưa ủy quyền có nghĩa là thích sai việc người khác. Nếu như mà mình có quyền được người khác chuyển nhượng sang, giống như sếp hôm nay Trâm ở nhà điều hành cả công ty cho anh đấy, thì sếp lúc đấy sếp sẽ Trâm sẽ có một cái quyền rất là to, lúc đấy bắt đầu rất là thích thú với việc là được ủy quyền. Không thích được lắm quyền đâu, tính cách này không thích được lắm quyền. Tại sao lại không thích lắm quyền? Bởi vì nó thích tự do. Tính cách này nó sẽ ưa tự do nhé cả nhà, ưa ưa tự do, ưa tự do và ưa thoải mái, nó không thích gò bó. Ưa tự do, ưa thoải mái, không thích gò bó đâu. Do đó mà nó không thích nắm giữ cái gì cả. Mà không muốn muốn tự do thì đương nhiên là không phải nắm giữ. Đấy, nguyên tắc của nó là như thế. Đấy. Thì cái quy tắc ở đây nhé, cái quy tắc đây mình gọi là quy tắc này là quy tắc của khí, của gió hoặc là quy tắc hai chiều. Đấy, mình hỏi quy tắc hai chiều. Và tính cách này của mình muốn mạnh ấy là phải làm việc có team, teamwork, làm việc trong teamwork thì mạnh. Có nghĩa là người khác tự dưng là người khác làm cho mình có thêm năng lượng. Người khác làm cho mình cảm thấy là có hứng thú để phấn đấu. Đó, thì trường hợp này người ta gọi là có đôi có cặp đấy, làm việc gì cũng cần có đôi có cặp, thì sức mạnh của bạn này và sức mạnh của người khác thì nó hiệu quả hơn. Chứ bạn này làm một một nếu mà làm một mình thì người ta gọi là nhanh thích chóng chán. Đấy. Đấy, đặc điểm của quy tắc này, còn đặc điểm của bạn như vậy, được chưa? Vị trí này là vị trí giao tiếp với bên ngoài thôi nhá, vẫn là giao tiếp bên ngoài thôi. Có nghĩa là giao tiếp với tổ chức, giao tiếp với những cái thành phần bên ngoài. Ok, Trâm thấy được đặc điểm này của mình không? Dạ Chia sẻ có thầy với cả ạ. nhóm này một tí. Vâng, em thấy rất là đúng. Kiểu nhiều khi mình cũng rất là do dự, mình có rất là nhiều mục tiêu, xong rồi em có rất là nhiều thứ ở trong đầu em muốn làm, nhưng Đúng xong rồi. rồi lại không có, nhưng mà lại vẫn chưa làm được nhiều cái mà như trong đầu em mong muốn. Rồi. Có rất nhiều thứ nhưng mà nó, vì quá nhiều thứ cho nên nó dối. Đúng ạ.
Nên là cái bài học này của em ấy là khi em làm bất bất kỳ một cái việc gì, em phải liệt kê nó ra, Dạ. kê bảng nó ra, sau đó em sắp xếp nó theo một trình tự ưu tiên đấy, xem là cái gì cần trước, cái gì cần sau đó, thì đấy là em phải có kế hoạch và em xây dựng quy trình bước, thì lúc đấy em mới biết rằng à, việc này mình hôm nay mình phải làm việc này, chiều nay mình làm việc này, tối nay mình làm việc này đó. Thì nếu mà không, em không viết nó xuống ấy mà em để trong đầu nó thì nó thành một cái mớ hỗn độn, và thực ra mình sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Đó sẽ cái cách của em sẽ cần là như vậy, chưa? Đấy. Tính cách này thì phải có kỷ luật, phải có giới thì mới mạnh được. Nếu không có, cho nên là mỗi người của em là sống cần phải có giới luật đấy. Thì em lúc đấy thì em rất là tốt, rất là nhanh. Chứ nếu như không có giới luật thì nó bừa bãi ra, chỗ này một tí, chỗ kia một tí, và mình không biết đâu là giới hạn, thực sự là giới hạn cần và đủ, chưa? Đó. Nhưng cái tính cách này nó hay bị hoang mang cái hiện tượng nó không biết thế nào là đủ, thế nào là vừa, thế nào là cần đấy, mà nó chỉ biết mỗi cái chỗ là nó chỉ biết giỏi cái tài là tài thích ứng thôi đấy. Nên đây là một trong những cái mình cần phải lưu ý. Tính cách này thì rất là mở, cởi mở này cả nhà nhé. Riêng vân tay VKD này nó khác với vân tay khác này, nó rất là mở, nó gọi là open xoáy này, nhưng gọi là open là mở. Đấy. Thế nên bạn này thì có rất nhiều cơ hội nhé cả nhà nhé. Vân tay này thì có rất nhiều cơ hội. Đấy. Nhưng mà để mà cơ hội mà thành công với bạn này thì bạn này phải biết sâu chuỗi nó thành một hệ thống, hoặc là biết nhận diện ra đâu là cái điều kiện cần và đâu là cái điều kiện đủ. Chứ nếu không là cái này thừa cái kia thiếu thì cuối cùng nó gọi là chỗ hà ra chỗ hỏng, nó có khi là cơ hội đến thì rất nhiều nhưng mà mình cũng sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Đấy, Thùy Trâm nắm được vấn đề chưa? Dạ. Ok, Và tính cách này thì được cái điểm tốt của nó là mềm, nhẹ, được chưa? dạ. Linh hoạt, nhanh. Đấy, điểm yêu, cho nên là tính cách này nó hợp với tính nữ, được chưa? Rất là nữ tính. Đó. Đấy. Đấy. Khi mà nói chuyện với người khác, bạn này có đặc điểm là gì? Cần phải có người khác cùng nói chuyện với nhau. Chứ mà một mình bạn ấy nói thì một lúc thì bạn mà không có người khác phản hồi là bạn ấy cảm giác như là có mình đang sai sai cái gì rồi đó, hoặc là mình có vấn đề đấy, cho nên bạn luôn luôn, và kể cả người khác nói đúng hay sai thì cũng trả lời cho tôi một câu, cái kiểu vân tay hai chiều nó là như thế đấy. Đấy, nếu như có đúng có sai thì ông phải nói cho tôi một câu, phải xác nhận cho tôi một tiếng, chứ nếu không là một mình tôi trình bày mãi thì cũng chán, mà để cho người kia một nói một mình không chịu là cứ phải hai chiều luôn song hành. Cho nên quy tắc này trong giao tiếp, trong nhận thức nó là quy tắc, mình gọi là quy tắc hai chiều. Ok Và thì đến cái ngón cái thầy cũng như ngón cái tay trái thì vừa nãy thầy nói em hiểu là bên ngoài, còn cái ngón tay bên phải thì là bên trong, gọi là cái trong nội tâm của mình ấy, thầy trong, thì nó vừa là bên trong, ở đây bên trong nó cũng vừa là trong của mình, nhưng mà lúc này trong ngoài phải xét, giả sử như nếu như ngón tay cái là giao tiếp với môi trường bên ngoài thì môi trường mới, môi trường bên ngoài, môi trường mới, thì ngón cái bên tay phải của em lại là giao tiếp với môi trường trong. Môi trường trong mình là giống như là gia đình, những cái mối quan hệ đã thân thuộc, những cái nơi mình đã tiếp xúc đấy, rồi chính cái bản thân mình, chưa đấy, chính bản thân mình đấy, thì đấy là nó gọi là giao tiếp bên trong, in và out đấy, hoặc là mới và cũ, chưa? Thì mình sẽ nhận diện môi trường như vậy nhá. Trong trường hợp này nhá, nếu như mà xét ở môi trường bên bên ngoài bên trong thì em, giả sử đối với những cái khả năng của em ấy là hiệu suất cao hơn là ở môi trường bên trong. Đấy, những cái môi trường đã thân quen, đã tiếp xúc, đã có những cái mình đã có kinh nghiệm thì đó là cái lợi thế của mình, đúng không nhỉ? Đấy, Đúng còn rồi. đơn ra môi trường bên ngoài thì em bị phụ thuộc vào môi trường, đúng không nhỉ? Đấy, nếu môi trường đó nó có điều nhiều điều kiện thuận lợi thì em sẽ tiến bộ rất là nhanh, nhưng ngược lại nó không thuận lợi thì em cũng bị cản trở rất là nhiều. Đấy, mà thậm chí bản thân mình đôi khi hiệu suất còn thấp hơn so sánh với cái khả năng mình vốn có, đúng không nhỉ? Nó là Đúng như rồi. vậy. Như vậy là chúng ta nhận diện ra một cái in một cái out, nó là như thế. Thì trong trường hợp này mình biết rằng là cái lợi thế của mình là những cái mối quan hệ thân quen, những cái môi trường thân thuộc. Đấy. Chưa? Đó, đấy là cái đặc điểm này.
Đấy, vị trí này thì cần lưu ý cũng có cái yếu tố của nhạy cảm đúng không nhỉ? Tính thẳng. Có gì chia sẻ đó. Được chưa? Dạ. Thế nên mẫu người của em là mẫu người của cởi mở. Thế nên là cái mẫu người này chỉ bị cái khổ là gì biết không? Biết cái khổ là gì không? Như vừa nãy thầy nói cái gì cũng muốn này, không tập trung cần phải kỷ luật. Cái khổ này là khổ hướng ngoại, À, khổ có không nghĩa là ạ? mình sẽ bị cái, có nghĩa là những cái công việc, môi trường, yếu tố bên ngoài nó tác động nhiều. Dạ. Đấy, đôi khi nó sẽ dây ra hiện tượng nó giống như cái hai cái này, nó giống như là cái bánh răng của xe, nó cào hết cái này cào cái ra, thì đôi khi nó sẽ có nguy cơ nếu không cẩn thận, nếu không có kế hoạch hoặc là mình không biết từ chối thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng quá tải. Nhìn chung vấn đề chưa? Dạ. Do vậy mẫu người của em lúc này em nhìn thấy giới là quan trọng, giới đây là giới hạn đấy nhé. Cho nên là mình biết là sức mình đến đây thì mình sẽ nhận công việc đến đây. Nếu như mình không biết cái sức của mình nhận quá vào thì vô hình chung nó sẽ làm cho mình quá tải, mà quá tải thì nó sẽ gây ra rối. Mà rối ở đây thì thậm chí là những cái việc nhỏ mới không xong, chứ đừng nói là những cái công việc bình thường. Được Dạ. chưa? Cho nên mẫu người của em rất cần có giới đấy, giới hạn đấy. Dạ. Mình cần biết nhận diện ra đâu là giới hạn của mình, ăn làm sao biết là ồ chỗ này là đến mức rồi là đủ rồi, chơi đến đây là ổn rồi, đấy ăn mặc thế này là ok được rồi, đấy thời gian nói đến đây là đủ rồi đó. Cái giới nó rất nhiều, cái giới thời gian rồi phạm vi tiêu chuẩn định mức, giới đây là giới hạn định mức, nó giống như cái đồng hồ ấy. Là chúng ta cần biết là giới đi bao nhiêu km thì là an toàn, mà vượt qua cái giới hạn đó là nguy hiểm đúng không nhỉ? Cho vậy cái bạn này là bạn ấy cần phải thiết lập giới, và chính cái giới này sẽ giúp cho em đỡ vất vả, hiểu chưa? Nè. Nếu không không có giới là nó cứ như hôm nay được ngày mai lại mất, được xong lại mất. Đấy. Hôm nay có xong lại ngày mai nó lại đi, nó cứ như thế thì nó mình rõ ràng mình vất vả đúng không nhỉ? Nè. Đấy, mình biết được ngay nguyên nhân của mình, cái nguyên nhân của vất vả đó là gì, đó là mình không không nhận ra diện ra giới hạn. Mà nếu như không có mục tiêu nữa, mục tiêu trọng tâm nữa, thì nó sẽ làm cho mình coi như nó gọi là cứ xoay đi xoay lại nha. Vân tay này cũng gọi là vân tay có xoay đúng không nhỉ, cứ quay đi quay lại, cuối cùng quay lại mà ô không biết mình đang làm cái gì nhỉ, ô không biết mình đã đi được bao nhiêu chặng đường rồi và cuối cùng là mình tiến về chỗ nào ấy nhỉ. Đó, không cẩn thận nó hướng ngoại quá cao nó sẽ gây ra cái hiện tượng hoang mang, những cái vấn đề như vậy. Chưa? Rồi, tiếp tục. Chúng ta vào cái vị trí ở tư duy của bạn này. Đây. Cho nên là có rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải học ở đây nhá. Chúng ta phải xem xét từng yếu tố một. Thực ra tôi nói nhanh, nói đơn giản vậy thôi, nhưng mà khi mà đi vào thấu hiểu bản thân, đây là vân tay của chân đúng không nhỉ? Dạ vâng ạ. Đây là tay trái. Tay trái. Ok. Nước xuôi cho cả nhà nhé. Nước xuôi ở đây thì lại càng chứng minh điều này, bạn này mẫu người là mẫu người đa mục tiêu. Như vậy phong cách này của bạn này, đây là nước nha. Nhưng mà nước này nó hơi hơi đứng một tí đấy. Chưa? Đó, nó hơi dựng cao lên một chút. Cho nên là ở đây ấy, thì dựng lên cao ở chỗ này là nên, thì yếu tố là gì? Cảm xúc đi nha. Được chưa? Dạ. Đấy. Cảm xúc là một. Đây vị trí này ấy, là vị trí này là vị trí của chức năng của tư duy. Chúng ta gọi là tư duy mở rộng hoặc là tư duy outbox. Tư duy bên ngoài, liên kết ra bên ngoài. Và vị trí này là mục tiêu đam mê đây. Mục tiêu chúng ta gọi là mục tiêu đam mê. Đam mê của cá nhân đấy nhá. Cái mục tiêu khát vọng của đam mê cá nhân. Rồi chức năng này là chức năng của hình dung. Chức năng này chức năng của mô phỏng. Mô phỏng tưởng tượng. Chức năng này chức năng của hình ảnh đấy. Hình ảnh tưởng tượng đấy. Vậy thì đây là vân tay chủng nước nhé cả nhà nhé. Đây là giọt nước. Như vậy chức năng nếu là mục tiêu thì chúng ta biết rằng là bản chất của nước thì thường thường mục tiêu không rõ ràng. Đấy, mà mục tiêu của nước là, cho nên mẫu trường hợp này của Trâm ấy là Dạ. lấy mục tiêu. Em biết cái cách lấy mục tiêu của em là bằng cách nào không? Dạ không ạ. Phương pháp này là phương pháp của nước, mà bản chất phương pháp của nước
thì người ta gọi là mục tiêu của nước là mục tiêu của mirror, phương pháp của soi gương, nghĩa là lấy một người mẫu, một cái điển hình nào đó để cho mình học tập, để cho mình phấn đấu theo, được chưa? Cái cách mục tiêu của người trồng nước thường là mục tiêu của phương pháp của soi gương, có nghĩa là lấy một cái hình ảnh, một cái nhân vật nào đó làm mẫu cho mình, để từ đó là làm cái tiêu chuẩn cho mình để mình phấn đấu, mình cố gắng, được chưa? Cách của nước là như vậy, thì cái phương pháp này gọi là phương pháp của mirror, phương pháp của soi gương, cách lấy mục tiêu của nó như vậy. Đấy, đặc điểm nhá. Đấy là một. Hai, bản chất đây là nước. Do đó mà cái mẫu người trồng nước ở đây thì người ta gọi là đa mục tiêu, đa phương hướng. Có nghĩa là có rất nhiều mục tiêu, có rất nhiều phương hướng. Và thậm chí là không có mục tiêu cụ thể nào. Đấy. Thực ra ở đây thì đối với thường ngữ vân tay này, người ta chỉ xác định được phương hướng thôi. Người ta chỉ xác định được hướng thôi. Còn đâu người thường thường là người ta không xác định rõ mục tiêu cụ thể. Giống như tôi cần phải làm cái, tôi chỉ cần làm những cái điều tốt, tôi cần làm những điều thiện lành, tôi chỉ cần biết giúp cho mọi sự nó thuận lợi thuận xuôi thôi. Còn còn tôi đi đến cụ thể một cái đích nào đó thì để cho như mình gọi là để cho nhân duyên, để cho tự nhiên nó sắp đặt. Đặc trưng của nước, mục tiêu của nó là như vậy. Cái hai là chức năng của tưởng tượng hình ảnh này, thì thường thường nó cái phong cách này của em ấy thì nó cái phong cách này của nó đặc trưng của nước thì nó mang tính chất là giống như cái gương này sao chép chưa. Do vậy mà thực ra thì cái đặc điểm của nó là như vậy. Cái cách của mình đó là mình học tập và làm theo đó, sao chép, mục tiêu là như vậy. Rồi cái tính của nước thì là cống hiến, cái đam mê này của bạn này là cống hiến, cống hiến đó. Phong cách là phong cách của cống hiến, có nghĩa là cái cách mà em tạo niềm vui ấy là thấy người khác vui là em vui đấy. Do vậy mà thường thường em thích là làm cho người khác nhiều hơn đấy, cống hiến. Rồi cái đặc điểm nữa của này là cảm xúc, mà một trong yếu tố bạn này cần phải quản trị được cái cảm xúc này, bởi vì vân tay này là hơi dựng đứng lên. Do vậy đôi khi mà cái cảm xúc này nó lên thì nó cái cảm xúc này nó tốt thì nó sẽ khích lệ mình, nhưng cả cảm xúc này nó không tốt thì nó cũng làm cho mình sụt xuống. Trong trường hợp này phải học bài học về quản trị cảm xúc, đúng không nhỉ, để không bị quá lạc vào cảm xúc. Bởi vì lạc vào, những người sống và lạc vào cảm xúc hoặc là nghiện cảm xúc thì thường nó rất là khổ. Khổ là như thế nào? Chính cảm xúc nó vui quá, cái ngược lại của vui chính là khổ. Đấy. Khi hết vui thì nó là khổ. Như vậy mà mình đừng có bị rơi vào trạng thái này nhiều, mà phải dùng cái trạng thái của tỉnh thức, nghĩa là phải lấy hiểu biết làm trọng. Hiểu biết mới là chính, chứ không phải là vui hay là buồn. Bản chất của vui cũng là buồn, buồn cũng là vui. Hết hết buồn thì là vui, hết vui thì là buồn. Do đó mà nếu mà mình cứ chấp vào vui với buồn thì gọi là khổ. Cho nên là nếu như mình có hiểu biết thì lúc này vui buồn không quan trọng, mà luôn luôn mình tỉnh táo, cái tỉnh táo mới là quan trọng. Đấy, đặc điểm của nước nó sẽ bị cái hiện tượng như vậy. Trong trường hợp này bài học là cảm xúc. Và trong trường hợp này mục tiêu của bạn này khi mà làm một cái gì bạn cũng phải cần có bản kế hoạch nhá. Để mô phỏng nó ra nhá, cho nó rõ ràng cụ thể, chứ không là để trong đầu nó cứ chung chung, nó cứ lờ mờ, nó cứ mập mờ. Mà chung chung mập mờ là hành động sẽ thiếu quyết liệt, thiếu tập trung. Được chưa? Đấy. Và hay có cái tùng trùng nước này thì có một cái tài là tài tưởng tượng nhé cả nhà nhé, rất hay tưởng tượng. Đấy. Tôi tưởng thế. Đấy. Nghĩa là nó hay đợi trong đầu, nó hay cái chứng tưởng tượng này. Đấy. Được cái điểm tốt của trùng này, cái tưởng này ấy, cái tưởng này là một trong những cái, cho nên là cái suy nghĩ của mình ấy, cái tưởng này gọi là suy nghĩ, thì em cần phải luôn luôn đề phòng ấy nhá. Được chưa? Đề phòng nó như thế nào? Mình tưởng nó như vậy, nhưng mà đừng cứ, nhưng mà không nhất thiết phải tin vào như vậy, mà có nghĩa là mình sẽ cần phải chứng minh, cần phải làm rõ đó. Chứ đừng có đi theo cái đà suy nghĩ của mình, hoặc đi theo cái cảm xúc của mình, đi theo cái tưởng tượng của mình, rất dễ có nguy cơ bị nhầm.
Đây là một trong những người luôn luôn có cái đề phòng này. Rồi có kế hoạch gì nữa? Còn cái đây là còn cái điều này gì cần nhắc với bạn này? Bạn này cần có cái rồi cái bản kế hoạch là một này, cần có cái gì nữa? Đó, cần có cái Quản trị cảm xúc. quản trị cảm xúc rồi, đúng rồi. Cần có cái gì nữa? Rồi, ở đây sẽ này. Ok, mấy cái đấy, những thứ đấy là cần. Thì đó là cái vị trí của nó ba. Còn hành động của bạn này thì đây là nước rồi. Có rất nhiều để nói buổi tối chắc là không đủ được đâu. Cho nên thực ra thì tốt nhất là nó đúng ra thì phải để cho Huyền Trâm hỏi. Chứ còn mình nói là bây giờ cái vốn của tớ thì nó rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà nói thì nó sẽ hết thời gian của người khác. Đây cũng chuồng nước nha, hành động. Như vậy là hành động của bạn này là mềm mại, nhẹ nhàng, có khả năng làm việc đội nhóm tốt. Cách của bạn này là chia công việc đều ra và làm một cách coi như là chia công việc đều ra và làm theo phương pháp cuốn chiếu. Đó nghĩa là cái dần dần. Đấy. Phong cách này. Cái phong cách này được cái thân này thì là lành tính này. Rồi là nhàn này. Đấy, đúng đỉnh này, đúng cái nhỉ. Đấy. Đấy, vừa làm vừa chơi. Cứ thoải mái tự nhiên thôi. Không phải coi như là như vậy là thân này là thân nhàn. Thấy chưa? Nhìn nó bên dưới tay xuống nước đấy biết thân nhàn, nó lành tính. Bởi vì nó là dòng nước, nó là một dòng chảy trôi đi, đến rồi đi. Như vậy là mình biết là mình có thân lành. Thấy chưa? Nhưng mà có nguy cơ nhé, rất, rất rất dễ bị nhiễm nhá. Bởi vì bản chất con là nước, do đó mà cần phải giữ thân, tránh những cái nơi ô nhiễm, tránh những cái nơi bệnh tật. Tránh những cái đó nhá. Dạ. Ừ, tránh ô nhiễm. Thì đấy là cái cần chú ý. Ok, về thân này thì tốt rồi, lành tính. Xem là vị trí khác nữa. Đó, cái này đi. Đến đây thì bắt được nguyên khí của bạn này rồi. Đây là hoa tay tâm dài. Là cái gì, có phải nước không thầy, hay là cái khác hả thầy? Đây là hoa tay tâm dài. À, tâm dài. Đúng rồi. Đây. Đây là chủng quân. Như vậy đây là xoáy một tâm. Tính cách này nó là tính kim. Như vậy đây cả nhà thấy không, tất cả chủng nước và chủng 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 các cái chủng vân tay, chủng nước và chủng hai tâm ấy thì tất cả nó được hội tụ về đây. Và vị trí này chức năng của E là 4. Chức năng này chức năng của ngôn ngữ, ngoại ngữ. Chức năng này chức năng của truyền thông. Chức năng này chức năng của nhận thức. Nhận thức đây là nhận thức qua nghe. Thì hoa tay nằm ở đây. Như vậy là cái thứ bạn này có được thành tựu trong cuộc sống này, nó chính là vốn hiểu biết, vốn kiến thức. Như vậy là ở đây cũng bắt được cái hướng của bạn này. Nếu như mà cái điểm này là điểm điểm này nó gọi là điểm tụ, nên mà gọi là nguyên khí. Thì nếu như mà em làm trong lĩnh vực của giáo dục, đào tạo, truyền thông, mà tốt nhất là giáo dục, bởi vì chức năng này là nằm trong Thùy Thái Dương. Thái Dương là ánh sáng, là trí tuệ, thì tốt nhất của nó vùng này đó là đi theo hướng giáo dục, đào tạo, hướng theo đào tạo. Thì em ở lĩnh vực này thì em sẽ có thành tựu đấy, hoặc là truyền thông là cũng có thành tựu, truyền thông marketing đào tạo, em kết hợp cả hai yếu tố này, cả truyền thông, cả cả đào tạo và cả giáo dục vào đây. Đó, cho nên là mỗi người của em là có cái tài ban phúc, biết là gì không, mang niềm vui cho người khác, làm cho người khác được giải tỏa, được chưa, làm cho người khác được giải tỏa này, làm cho người khác coi như là có thêm được cái kinh nghiệm, có thêm vốn hiểu biết, được chưa. Đó. Và bài học của em ấy lại lại thông qua người khác đó. Đó, bài học của em là giống như mình làm được cho người kia được thoát ra một cái nỗi khổ. Ồ, mình thấy rằng là mình đã tiến bộ. Đấy, mình giúp cho một người nào đó có thêm hiểu biết mà họ làm được nhiều việc hơn, mình biết rằng
Như vậy là mình đã có sự phát triển. Và cái Ừ. niềm vui cũng như là thường thường là niềm vui và cái niềm vui và cái gọi là thành tựu của em ấy. Đấy. Nó đến thì thường thường là thông qua đối tượng bên ngoài. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây ấy, cái quan trọng nhất em cần phải lĩnh hội sau tất cả những việc đó, đấy chính là vốn hiểu biết, vốn kiến thức này, đây mới là cái của em. Được chưa? Dạ. Và em phải biết vui với cái này mới là chính đấy nào. Đấy, Dạ. vui với cái nhận biết của mình chứ, vui với cái nhận biết của mình mới là chính. Chứ nếu như mà em phụ thuộc quá nhiều vào bên ngoài, bởi vì bên ngoài có sẽ có hiện tượng lúc nó hài lòng, lúc nó không hài lòng, à, lúc nó vui, lúc nó không vui, đúng không nhỉ? Dạ. Thì nó mình sẽ không biết là cách cư xử như thế nào cho nó phải. Và tốt nhất là gì, à, sau tất cả vụ việc đây, mình sẽ xem rằng là mình đã hiểu biết đến đâu, mình đã tích Dạ. lũy được đến đâu. Thì đây là cái vốn này của em càng lớn thì cái khả năng thành đạt của em càng cao, và nó giải phóng tâm trí của em càng nhiều. Thì đây là Dạ. cái giải quyết gốc, được chưa? Dạ. Đấy. Và ở vị trí này nó cho phép em là gì, hoa tay một tâm, nó là tính tụ, em kinh doanh được những lĩnh vực đó, Dạ. kinh doanh được, được À, chưa? kinh doanh để giáo dục. Đúng rồi, kinh doanh về những cái sản phẩm trên này, Dạ. đúng không? Bởi vì mẫu người này của em ấy, đây là vân tay này, người ta gọi là vân tay hướng đến kết quả. Làm bất kỳ một cái việc gì nó cần phải rõ ràng mục đích, cần phải rõ ràng kết quả thì nó mới thúc đẩy động lực được, đúng không nhỉ? Dạ. Nó do vậy mà tại sao phải gắn vào kinh doanh? Kinh doanh thì nó phải gắn vào kết quả. À, làm việc này thấy nó có lợi ích, nó có tiền, thấy nó được ghi nhận, thấy nó có kết quả cụ thể. Nó cho là chuyện chính là chỗ này. Được chưa? Dạ. Đấy là vị trí này. À, phát hiện ra cái cách giao tiếp bằng ngôn từ của bạn này, cái cách ngôn ngữ của bạn này khi giao tiếp với người khác, nó gọi là quy tắc một chiều, quy tắc từng chiều, từng chiều một. Từng chiều một có nghĩa là như nào? Anh kia nói, tôi nói xong, đến lượt anh kia nói. Đó. Cái đặc điểm này gọi là quy tắc từng chiều một. Đó. Hoặc là quy tắc này nó gọi là quy tắc một chiều đấy. Nghĩa là một chiều đi, một chiều xong, bên kia là chiều lại. Quy tắc này gọi là quy tắc một chiều. Thì đấy đặc điểm này nhá. Cho nên cái vân tay này thì nó hay có nguy cơ gì, có nguy cơ làm sao? Rất dễ đến nguy cơ mình, người ta gọi là trong, nó gọi là xung khẩu đấy nhá, không cẩn thận đấy, nó gọi là xung khẩu. Xung khẩu ở đây có nghĩa là có nguy cơ xảy ra tranh cãi, xảy ra tranh luận, chưa? Dạ. Nếu không cẩn thận, nếu người khác không biết được cái quy tắc này nên rất dễ nguy cơ xung khẩu. Đây là nó cái đặc điểm ở đây là như vậy. Hai nữa Dạ. là nó có xu hướng là áp đặt người khác theo ý nghĩ, áp đặt cái ý nghĩ của mình hoặc là cái mục tiêu của mình sang cho người khác, được chưa? Đó. Cái này cần phải chú ý. Đấy. Chưa? Dạ. Nhưng tất nhiên là cái vị trí này thì nó nằm ở vùng chức năng thôi, nó ở vùng quan trọng nhất là vùng kiểm soát ở vị trí giờ một của em, nó vân tay hai tâm rồi. Đấy. Như cái này nó nằm ở chức năng thôi, nó chưa phải ở vai trò của ma ma tổng quản, cho nên nó cái mức độ nó không chưa mức độ nguy hiểm. Dạ. Không hiểu lắm. Đúng. Nó là Nhưng như cũng vậy. phải chú ý. Đúng rồi. Cho nên là khi chúng ta nhìn nhận các vị trí, chúng ta phải biết phối hợp với các cái vị trí khác. Thì nếu chỉ có một vị trí đó không thì nó rất dễ rơi vào cái gọi là nhìn nhận của dạng thầy bói xem voi, thì thấy được chỗ này mà không thấy chỗ khác. Ok, thì đấy là vị trí của hoa tay đấy, như vậy là chúc mừng ở vị trí này. Dạ. Như ngón út Ở cũng có đây hoa thì bạn này thì tay. biết ngay là hoa tay ở vị trí là bốn này, là biết ngay là bạn này cần đạt sớm những cái nhắn luôn, Không đặt hoặc sớm. là có cái kết quả sớm, mình gọi là sớm kết quả, chưa? Những kết quả sớm, bởi vì vị trí này nó ở vị trí tuổi thanh niên của bạn này. Cho nên đây là cái tuổi thanh niên của mình là cái cơ hội rất là tốt cho việc kinh doanh. Đây vị trí này, giai đoạn tầm tuổi thanh niên và này đã có những cái thành tựu rồi. Xem vị trí út này, út là nước rồi đúng không? Út là hình như cũng có tâm ấy thầy ạ. Có hoa tay hay là ấy? Có hoa tay ạ. Hoa tay đúng không? Là Vâng. út này này.
có tròn tròn không? Cũng hình như cũng giống cái, cũng có hình như Nó cũng tròn giống cái tròn ở ra. nhẫn. Ok, như vậy là đây trùng khuôn nốt. Ở đây là không nhìn rõ lắm đâu. Như vậy sức mạnh của em là sức mạnh đây kết hợp hai cặp này. À, kết hợp cái cặp này, cái chức năng này chức năng của mắt, chức năng này của tai. Cái này là hình ảnh, này là âm thanh. Như vậy trong bộ VAK của em ấy, trong bộ VAK em thì hai chức năng này của em trội hơn, chúng ta gọi là VAK thì em bản ý mạnh ở hai chức năng này. V là video visual, tầm nhìn nhận thức bằng thị giác. A là audio, hai chức năng này của bạn ấy trội hơn. Như vậy cái ghi nhớ ở nằm ở đây tốt, ghi nhớ của bạn ấy nằm ở hai cái này tốt hơn, có nghĩa là nghe bằng tai và quan sát bằng mắt, hai cái này tốt hơn là hành động. Cho nên là cái cơ hội này là cơ hội nhận thức được nhiều, cái chức năng nhận thức của bạn này là nhiều. Và đây cũng cho thấy rằng cái năng khiếu của bạn này đó là chức năng của cho nên hai cái này kết hợp với nhau đó, thì nó có tố chất của truyền thông đấy, truyền thông đó, hai cái này có nghĩa là mình phát những cái bản tin hoặc là mình truyền đạt với người khác thì mình có duyên là cái bản tin của mình được nhiều người quan tâm, được nhiều người lắng nghe, được nhiều người chú ý, được chưa? Đó. Làm tốt là vai trò truyền thông marketing. Đó. Và tầm này là có làm có khả năng là gây ảnh hưởng đấy. Gây ảnh hưởng được sang người khác, gây ảnh hưởng này. Rồi cái hai cái hoa tay chúng ta gọi là có sức hút, có hấp dẫn, có hấp dẫn tự nhiên. Giống như khi em nói lên một cái gì đó thì nó giống như một cái sức sức hút làm cho người khác cần phải chú ý, em hiểu chưa? Hay cái quan sát của em để ý được một ai đó thì tự dưng họ bị hút về phía em. Em nhận vậy, đây vậy thì ở đây thì em sẽ cần phải biết là sức mạnh của mình ở đây, anh hình dung chưa? Đấy, khi em nói ra, khi em để mắt đến một cái gì đó thì rõ ràng là những cái thứ đó sẽ bị em cuốn hút, hiểu không? Đúng không? Thì đây là một, đây cũng là gọi là cái power của mình, đây chính là một cái power của em, được chưa? Hãy biết tận dụng cái này. Ok, nhưng mà cần phải cẩn thận cái tai, bởi vì tai này rất dễ có nguy cơ. Đây là những cái trường hợp này khen này, hiểu không? Đấy, cần phải cẩn thận với lời khen, bởi vì là khen này nó sẽ làm cho cảm xúc em đi lên. Lên Đây đúng chính là rồi. cái gốc, đây chính là cái gốc làm cho cái cảm xúc của em có vấn đề đấy nhá. Cái thằng này là nó sẽ nuôi thằng cảm xúc của em. Cho nên em một trong những cái mà em cần để mà nhận thức của em, để mà chức năng này là chức năng nhận thức mới là cái vai trò chính. Vấn đề là em cần phải thức chứ không phải là cảm xúc. Cảm xúc thì mình cũng biết xài đó, bản chất của cảm xúc anh khái niệm nó là chất men để nó tạo ra cái kích thích nhưng không thực được nghiện vào cảm xúc. Đó, cho nên là cái chức năng này, bởi vì nếu như mà người ta gọi là cảm xúc đi lên thì trí tuệ đi xuống, đúng không nhỉ? Đó, do đó mình cần phải đề phòng với cảm xúc, mình cần phải nhận thức là chính. Nhận thức này nó giúp cho mình thoải mái tự do này, chứ còn nếu như mà mình dính vào cái lời khen tiếng chê, đây chúng ta gọi là khen chê, thì lúc đó thì mình sẽ rơi vào hai thái cực này. Hai thái cực này là hai thái cực của cảm xúc đấy, khen và chê là hai thái cực của cảm xúc. Nếu mà đi con đường giữa này là con đường của nhận, của hiểu biết, có nghĩa là không rơi vào trạng thái khen cũng không rơi vào trạng thái chê, thì lúc đây sẽ giúp cho mình tỉnh táo và giúp cho mình thoát ra khỏi những cái rắc rối lôi thôi. Cần chú ý chỗ này. Đấy, thế là mẫu người này của em sẽ rất quan tâm đến hai yếu tố này. Một là danh dự, đúng không nhỉ? Danh dự là vị trí này. Hai nữa là hình thức, đúng chưa? Đấy, ra ngoài là muốn được người khác chú ý, quan tâm, được chưa? Đấy, ra ngoài ăn mặc là phải tươm tất đầy đủ nhá, cần phải đẹp, cần phải cho mọi người coi như là thấy được nổi bật. Còn danh dự là gì? À, danh dự ở đây ấy thì có nghĩa là mình luôn luôn là muốn bảo vệ cái nhân phẩm, muốn bảo vệ cái
cái gọi là những cái tố chất cá nhân của mình, cái thể diện của mình đấy, ai đụng vào cái gì đụng, nhưng đụng vào thể diện của tớ thì khó tớ chấp nhận đó. Đặc điểm nó có hai cái yếu tố này, danh dự và thể diện, hai yếu tố này đấy, nó hai cái mình sẽ rất là coi trọng và bảo vệ đấy, chưa đấy. Hay quá thầy. Có thấy vấn đề đấy chưa? Có thể những cái khác mình nhường, nhưng mà riêng về đụng và tranh dựng là khó mình nhường được. Đấy là đặc điểm của nó như vậy. Cho trong trường hợp này danh thì nó thực ra danh là nó một cái danh, bây giờ em sẽ nhìn nhận nó là ảo thôi mà, đúng nhỉ? Cái này mới là cái thật này, Cái nhận thức đúng rồi. Còn danh nó chỉ là ảo thôi, bởi vì nó khen mình đấy, có khi là vì cái gì đó thôi, chứ chắc thì vì nó vì mình đâu, hiểu vấn đề không? Hoặc nó chê mình vì nó dìm hàng mình một cái gì đó, nó kích động cảm xúc của mình thôi, chắc gì nó đâu, nó đúng đúng nhỉ? Đó, cho nên là nếu như mà mình cứ quá chú trọng vào cái này thì là mình bỏ quên cái nhận thức, thì đó là một cái sai lầm. Ok, như vậy là xong vị trí bên này. Ui dồi, 9:30 mất. Nào mà hôm nay chờ xếp hàng thì hơi sốt ruột đấy. Đây, sang vị trí bên tiếp. Vị trí bên tiếp thì cái ngón trỏ bên trong. Đây là tâm nước tiếp này cả nhà nhá. Đây là tâm nước. Như vậy là bạn này là ngoài nước, trong nước. Như vậy bản chất của chị này, như vậy tính cách chính của bạn này chính xác là nước. À, tính cách chính của bạn này là nước. Đấy. Nước thì lành tính, thiện tính, hiền tính, thuận tính. Như vậy là mẫu người của em bên ngoài thì có vẻ là có vẻ do bên ngoài thì nó sẽ mạnh hơn, nhưng ở cái tâm bên trong của em là tâm nước, và tính cách chính này là tính cách của nước đấy. Tâm nước thì tư duy là tư duy bên trong. Như vậy cái năng khiếu này của em nó nằm ở chức năng này là chức năng của logic, chức năng của lập luận, chức năng của nội suy, hoặc là tư duy này nó gọi là tư duy inbox. À, bây giờ em phải biết cởi trói cho bản thân mình. Chưa? Đấy. Đây, bản chất đây là nước rồi. Thì về cơ bản chức năng tư duy đây là bản chất của nước, thì đó là bản chất của sao chép. Do vậy mà bây giờ em phải học cái cách gọi là sao chép ra bên ngoài thôi, nhưng mà phải học học cách là đi bằng cái, phải có cái phương pháp. Trong trường hợp này em phải có chính kiến đấy, được chưa? Em phải xây dựng cái này, sao chép thì sao chép nhưng mà phải có chính kiến, có nghĩa là mình cần phải có nền tảng kiến thức, nền tảng mình phải cần có, phải có kiến thức gốc, chứ nếu không là mình sẽ rất vất vả, được chưa? Cái nền tảng gốc ở đây là gì, chính kiến đây là gì, có nghĩa là cái nhận biết, cái học này là phải tự em thấy, tự em rút ra được, tự em trải nghiệm được, chứ không phải là thầy kia thầy nói như thế thì tớ sẽ truyền đạt lại cho các bạn như thế. Đấy, thì khi mà em có được hai cái này ấy, thì em mới bắt đầu có một cái USP, nghĩa là có được điểm lợi thế. USP nó gọi là unique special point, có nghĩa là điểm lợi thế đặc biệt riêng có, thì lúc này em mới có tự do, được chưa? Nếu em không có EP là em bị phụ thuộc ấy nhá, bởi vì bản chất nước là phụ thuộc, nước là bị phụ thuộc. Do vậy mà em muốn đạt được tự do đây, em phải biết về xây cái EP này của mình. Như vậy đây là điểm key mà em cần phải học đây, mình phát triển đây, được chưa? EP là điểm giá trị độc đáo riêng có nghĩa là những cái năng khiếu của mình, những cái nhận biết của mình, những cái kinh nghiệm của mình, không phải là của người khác, cũng nghĩa là mình tự đào ra được, mình tự thấy được. Chưa? Thì lúc này em sẽ thành một cái, thành một cái gọi là cái lợi thế, mình gọi là điểm lợi thế đặc biệt riêng có. Ở đây nó gọi là độc quyền đấy. Đấy. Bởi vì mọi người ta cần phải có độc lập thì nó mới bắt đầu mới có tự do, đúng không nhỉ? Đấy, cho nên là cái pháp mà cái lợi thế trong trường hợp này lúc nãy anh phân tích là lợi thế của em là ở chức năng của nhận thức. Thì lại một lần nữa đi vào cái chính kiến và kiến thức gốc. Đó. Thế chức Là năng của kiến nhận thức. thức.
Do vậy mà em, mỗi người của em là cần phải đi, tại sao phải đi học? Nó chính là ở cái chỗ là để em học để em có cái này, bắt đầu xây dựng nền tảng của cái này, mà chính là nền tảng của chính kiến. Đó, tất cả nguyên nhân của người ta vất vả là người ta không có chính kiến, người ta chỉ chạy theo sự kiện hiện tượng mà người ta không có cái kiến thức gốc, không có nền tảng vững chắc. Do vậy mà cái gì đến người ta cũng loay hoay vất vả. Người ta gọi là sự kiện hiện tượng ở ngoài đời thì nó vô cùng vô tận đúng không nhỉ? Nhưng bản chất gốc, bản chất thật của nó thì có nhiều đâu, rất ít. Do đó mà mình sẽ cần phải học cái bài học đó là gì? Có cái ý kiến, có nền tảng này. Đấy. Thì đấy là bài học cuộc đời của em đây. Như vậy là sờ ra bài học cuộc đời của mình. Đấy chính là phải phấn đấu cả cuộc đời vì cái này đâu. Cái chính kiến và kiến thức nền tảng gốc. Ừ, kiến thức gốc ấy. Cái này kiến thức gốc ở đây chính là chân lý. Chân lý. Hoặc là nó gọi là tìm ra được cái chân lý. Chân lý ở đây chính là cái luật. Quy tắc. Quy tắc. Quy tắc vận hành của vạn vật ấy. Nên là thấy được ba cái này thì lúc đó là mình sẽ đỡ phải tìm kiếm. Giống như mình thấy ngày nào cũng thấy mặt trời lên, mặt trời xuống, mặt trăng lên, mặt trăng xuống. Như vậy là bản chất của ngày nó là chỉ là sự lặp lại thôi đúng không nhỉ? Đúng không? Chứ còn hiện tượng mặt trời, mặt trăng thì nó chỉ là sự quy tắc lặp thôi. Nhưng mà mình không mất nhiều thời gian suy nghĩ nó nữa đúng không? Quy tắc mùa vụ cũng vậy. Tất cả những cho nên em phải tìm ra được khi nào em phải chạm được vào cái này, luật, chân lý. Thì bắt đầu em mới có chính kiến, em mới có cái gọi là nền tảng được nha. Cái này nói một lần thôi nhưng mà phải trực tiếp, phải Phải luyện thôi chứ còn không có cái cách nào khác. Ở vị trí này là vị trí của nước rồi, nước ở vị trí này rồi. Ok, như vậy là thân này là thân trong, thân này là nội tạng nhá, ngoài kia là cơ xương. Đó, hoặc là cái này là những cái công việc nó mang tính chất là nó gọi là cử chỉ, cử chỉ hành động. Ở đây về cơ bản trong là nước lành tính, như vậy là em được cả hai bên lành tính. Như vậy em được cái là cái, như vậy kết luận được là mỗi người của em là sức khỏe, sức khỏe là tốt, sức khỏe là lành, được chưa? Đây là một cái nền tảng. Như vậy là cái duyên, cái phúc của mình là cái này đây, cái duyên của mình là chính là chức năng nhận thức này đây, được chưa? Cái duyên của em nữa là nằm ở chức năng của chức năng cái em có một cái duyên nữa là duyên về quan hệ. Cái phúc nữa là của em là phúc về quan hệ, là mỗi người rất là giàu quan hệ. Ba cái phúc này, ba cái hòn đá tảng này của em này, được chưa? Chức năng về nhận thức, chức năng về quan hệ và được có điều kiện về sức khỏe. Ok, còn cái vị trí này như nó hoa tai lốt này đúng không cảnh? Vâng đúng ạ, mà hình như là nó đặc Ok, biệt là WPL gì ấy, có cái delta. như vậy là ở đây thì nó có cái delta gần, delta xa, nhìn vào đây nó cũng có hình mắt cong đây rồi. Thì về cơ bản ở đây thì trường hợp này của em là có năng khiếu về mỹ thuật, mỹ thuật chi tiết. Đó. Khả năng quan sát, quan sát đánh giá tốt, quan sát. Cái này nó gọi là thông minh thiên nhiên nhé. Đây, thông minh thiên nhiên. Như vậy sức mạnh của em nó đến từ những cái ba cái vị trí. Như vậy là mỗi người này các em mới biết em có lợi thế gì không? Chưa này. À, bạn này là bốn hoa ba lụ. Bạn này là bốn xoáy. Cái Bốn út ở cuối cũng là xoáy. hoa tay đấy thầy ạ. Cái Một. út phải ấy. Út phải đúng rồi. Đây là nó hoa tay này, gọi là một xoáy, hai xoáy bên kia đúng không nhỉ? Và hai Ôi, xoáy hai bên xoáy này. bên kia và hai xoáy bên này. Bốn xoáy, sáu lỗ. Chưa? Ok. Như vậy cái chức năng nhận thức ở đây là cái lợi thế của em là chức năng về mắt. À. Cái khả năng ghi nhớ bằng mắt tốt, khả năng lĩnh hội bằng quan sát tốt. Nhìn nhận cơ hội tốt. Trường hợp này của mình là có khả năng nhìn ra nhiều cơ hội, phát hiện ra nhiều cơ hội khác nhau. Như vậy tính cách này ở đây là nhóm D. Đấy, quan sát chi tiết. Tính cách là chi tiết, tập trung. Như vậy cái mà để cho em tập trung
Đó là khi mà em giống như là khi mình làm thiết kế mỹ thuật, khi mình làm design, làm nội dung, khi mình tập trung mắt vào cái mình làm việc bằng mắt nhiều ấy, thì nó sẽ khả năng tập trung nó rất là cao. Tập trung khi là khi mà nghe là một này, quan sát là hai, hai sau đây tập trung là nhiều nhất. Đấy. Còn chỗ tán nhất của em là chỗ nào biết không? R1 Chỗ tán nhất của em là chính là vị trí của R1. là nước à thầy? R1 là vân tay 200 á. V tao đây tao đúng rồi, nó đúng V. Đó. Đâu nhỉ? Vị trí R1 là vị trí, đúng rồi, vị trí này. Đúng không ạ? Ok, vị trí này. Ok, như vậy hôm nay nhận diện ra có em có ba cái thứ làm lợi thế nha. Khả năng nhận thức tốt, chức năng quan hệ với ông tốt, sức khỏe tốt. Đây là ba cái hòn đá tảng của em đấy nha. Đấy, thì em cần phải những cái chức năng này thì nó trội hơn, do vậy mà mình sẽ cần đầu tư nhiều hơn. Đó, và nhiệm vụ của mình cần cải tạo đó là thiết lập được chính kiến nền tảng, thì lúc đấy em mới vững chãi được, vững mạnh được, thì em mới bền được đi về lâu dài. Những cái này thì những cái ba cái vị trí này của em là có lợi thế rồi, vừa nhiệm vụ của em là phải đào được, phải thiết lập được nốt cái chính kiến này. Đó, thì là ok, hoàn thành nhiệm vụ. Tập trung vào giáo dục đào tạo và Đúng truyền rồi, thông chính để xác. có kiến thức thì mới có chính kiến. Bởi vì cái chính kiến này thông qua mình đào tạo truyền thông ấy, thì chính cái quá trình đó, bởi vì chính mình là người thiếu cái chỗ đó, và cho nên thông thông thường ấy, anh phát hiện ra rằng là tất cả những người người ta thiếu cái gì, chính vì thế người ta mới làm đúng cái việc đó. Đó, nó là như vậy. Ok, thì đấy là bàn tay của bạn Huyền Trâm. Nhưng mà nói chung là bàn tay này thì bàn tay của Huyền Trâm thì là một bàn tay khá dễ chịu, không có nhiều cái phức tạp lắm. Bàn tay này thì bàn tay rất dễ chịu, mọi thứ suôn sẻ thôi, rất là suôn sẻ, có thành tựu, có kết quả, hiểu chưa? Đấy, nhưng mà tuyệt đối là không được ngủ quên. Đây, Là sao ở thấy không được ngủ quên ở đây có nghĩa là không được dễ thỏa mãn, không được dễ hài lòng, bởi vì bản chất cái tâm này của em là tâm nước, mà hai bên của em là tâm nước, cho nên là đôi khi là bản chất của nước thì cái nhu cầu của em biết nhu cầu chính của em là nhu cầu gì không? được cống hiến à, được làm cho người khác Cái nhu vui cầu cá nhân của em thôi ấy. Cái cá mong nhân. muốn cá nhân của em thôi ấy. Sau này em sẽ có một cái nhu cầu. Em có nhu cầu là gì? Biết nhu cầu gì không? Yên bình. Yên bình Nhu cầu cá nhân ấy, nhu cầu được đoàn tụ. Được chưa? Nhu cầu đây là nhu cầu là cao này. Đó, đoàn hai cái nhu cầu. Yên bình tụ đoàn tụ có nghĩa là yên bình là gì? Có nghĩa là thực ra cái trạng thái yên bình của em ấy, nó là trạng thái tự do, nghĩa là mình tự kiểm soát được, mình không bị những cái bên ngoài tác động nữa. Đấy, chứ còn thường thường mỗi người của em là đa số là bị bên ngoài tác động. Và em bị chạy theo những cái bên ngoài nhiều hơn. Đấy, rồi một ngày nào đó những cái bên ngoài nó sẽ cuốn hút mình đi, cho nên mình cảm thấy là đôi khi mình chỉ muốn ngồi một chỗ để mình nghỉ ngơi một tí, mình thở một tí. Thì đó chính là nhu cầu của yên bình, hay nhu cầu đoàn tụ. Bởi vì cái đoàn tụ này em cảm giác như là mình có mặt, mọi người có mặt bên mình có mặt bên mọi người, thì mỗi người của em sẽ lấy tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn hạnh phúc đây này. Đây, thấy chưa? Đó. Đôi khi chỉ cần một bữa cơm có mặt đầy đủ mọi người thôi, đúng không nhỉ? Có mặt mọi người đông đủ thì đấy là cái hạnh phúc, mình thấy đấy là sự mãn nguyện, nó là như vậy. Còn bản chất của nước này này này, nó là sự yên bình, do vậy mà nó rất dễ có nguy cơ mình gọi là ngủ quên, ngủ quên hoặc là nó bị hiện tượng là tự thỏa mãn, hiểu không? Đó. Cho nên là đấy đấy cho nên đấy, đấy là một cái điều cần phải chú ý. Nhưng mọi người nhưng mà mẫu quen thì rất khó ngủ quên. Khả năng ngủ quên này là khó hơn, bởi vì bên ngoài nó sẽ đánh cho em dậy, mà em thực ra em chỉ muốn là, mà nhu cầu chính xác của em là muốn nghỉ, phải là muốn ngủ quên, nó ngược. Không phải lo nghĩ gì nữa, chỉ muốn yên bình. Thì vẫn bình thôi, nó là như vậy. Ok, đấy là của Huyền Trâm.
Hay quá thầy, em cảm ơn thầy. Hôm nay thấy mình hiểu về về bản thân mình nhiều hơn, cũng nhận ra cái giá trị của mình cần cố gắng vào cái gì. Đúng chưa? Em nhìn thấy vấn đề đấy, cho nên là cái khi mà em không biết nhìn vào cái, khi mà mình không mới tìm ra đâu là những cái thuận lợi của mình, đâu là những cái mình cần phải phấn đấu, đúng không? Đấy, mình cứ trôi lăn bên ngoài thì rõ ràng là lúc đấy mọi kế hoạch của mình làm sao mà có kế hoạch cụ thể, có kế hoạch rõ ràng được, đúng chưa? Đấy, hôm nay cứ chạy theo người này, hôm ngày mai chạy theo chỗ kia, và cuối cùng mình không biết là cuộc đời mình nó như một cái gọi là quả bóng lăn hết qua bên nào lăn bên kia mà mình không tự lái được, đúng không? Và cái nguy hiểm nhất sau cùng không biết là cuối cùng mình đang vì cuộc sống, vì cái điều gì, mình đang phục vụ cái giá trị gì, đúng không? Nhiều người bị như thế, không phải mình em đâu, đa số là bị như thế đấy nhé, đa số là nói chung là bị dẫn 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 dụ, chứ không hiếm, rất hiếm người, nó thật sự cả nhà mình nhé, rất hiếm hiếm người đó có được cái gọi là cái insight, là cái gọi là cái nền tảng, hoặc là có cái chính kiến. Cái khó nhất trong mọi người đó là đánh thức được chính kiến của mình.